Em ok, có gì chị order trên kia, bên DP giống như bên đó là uống cái DP với lại cái thuốc cảm đó để ngừa chứ gì em hả? Dạ, đúng rồi chị. Với lại bé thuốc em gửi chị. Dạ. Cảm ơn thơ nha, Dạ, không có cảm ơn thơ em. Cảm ơn dạ. em nhiều. Dạ, em Bye bye em. chị. Dạ, 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 bye chị. Bye em. Chào các bạn nha, hồi nãy là cái cuộc điện thoại đó của cái chị fan á. Chị xin thuốc, hiệu thuốc để chị đi mua, chị gửi về Việt Nam, chị tặng, chị cho. Mà các bạn biết không, nhiều lắm, sáng giờ 8 8 gửi cho quá trời người luôn. Người ta bữa nay thứ bảy nè, người ta rảnh á, người ta đi gửi, đi mua thuốc về người ta gửi cho người nhà đó, rồi bà con họ gì đó. Nhiều các bạn, ông Dũng nhiều tốt với sợ luôn. Họ không có biết làm gì hơn là họ, ủa, là họ làm, là họ mua về coi như là theo tám đó, theo tám á, tám mua gì cái mọi người mua theo cái đó để gửi về cho gia đình đó, rồi bạn bè người thân, rồi cái gì nữa ta, hàng xóm bà con. Nắng phải đưa bao tê vô, chứ cái bao tê của tôi đâu rồi. Mắc cười lắm, có cái chị kia chị comment chị nói là tám hát trên sân khấu á, tám đừng có giả giọng này kia, tám không có được gì đó, không có giống như chị nói là chị góp ý á, chị nói tám lên sân khấu tám tám đừng có giả giọng này kia làm mất hình tượng. Mà tám nói trong bụng á là trời ơi có hình tượng đâu mất, mà chủ yếu là vui thôi, mà bữa đó khán giả cũng vui quá trời mà, đúng không, cười quá trời cười luôn, như mỗi người mỗi ý mà. Nhưng mà tám này, tại vì tám hay giỡn gì lắm, nhưng mà tám cũng cũng comment là tám trả lời, tám nói dạ em xin lỗi chị. Trời ơi thiệt tình đó, mình không có biết làm sao nữa. Em sẵn em cũng xin lỗi chị, tại nhiều làm cho chị như là không không có được, giống như là không thích đó. Nhưng mà thật ra là hồi đó giờ em như vậy, em lên em nói chuyện ngoài cũng vậy, mà lên sân khấu cũng vậy, hình tượng gì đây? Tại vì theo theo em á là em không có hình tượng gì để mà em giữ hết á, em không có bao giờ em nghĩ em là ca sĩ này kia, là cao siêu mà để mà giữ hình tượng hình gì hết trơn á. Cũng là mình, vẫn là con người thôi, giờ mình không không là ca sĩ, cũng mình cũng là mình thôi, chứ ca sĩ cũng là hát hay thôi. Nhưng mà giống như không phải, ý là không phải tâm nói gì, mà là đó là riêng suy nghĩ của tám, chứ không phải. Dĩ nhiên là ca sĩ là phải giữ hình tượng đó, biết luôn á, biết là như vậy. Nhiều ca sĩ người ta giữ hình tượng dữ lắm, cũng tốt chứ không phải là không, tại vì người ta là người công chúng mà, người ta phải muốn giữ một cái hình tượng đẹp cho khán giả, người ta thần tượng mình đó. Nhưng mà đối với tám là tại vì tám không có nghĩ là tám là ngôi sao ca sĩ gì hết á, thật sự là vậy. Tám nghĩ là tám là một người bình thường, bây giờ coi như là tám là bà tám đi, chứ đừng ca sĩ ca đồ. Tám 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 hay giỡn, tám nói trời bà tám mà ghét ca sĩ Cam Thơ lắm, không thích cái bà ca sĩ Cam Thơ đó. Vui thôi mà, nói chung là vui, chủ yếu là vui chứ sao không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà có một cái chị đó nữa, nhưng ngoài cái comment chị đó ra thì sáng nay tám cũng nhận được một cái cuộc điện thoại. Chị đó chỉ đang tới nhà tám, mà giờ tám phải đi rồi. Chị đang tới nhà tám để chỉ góp 500 tiền từ thiện, là coi như là không phải là góp cho tám, mà góp cho sơ sơ mà tám tám làm giếng á, tám làm giếng cho sơ á. Mà chị này là trước đó là chị đã giúp cho sơ với lại cha cha mà nhậm chức linh mục á, đó là chị đó là giống như đồng hành với tám á. Xong rồi chị mới mới nói là chị giúp cho sơ một ít, tại vì năm như là chỉ giúp 500 á, tại vì lúc mà tám hứa là tám làm giếng cho sơ 5.500 đó,
thì sơ có nhắn cho chị đó là bây giờ Ngô Thiện. Dạ, đang đâu vậy? Tao đang đến nhà bạn tao. Ủa vậy hả, định rủ đi ăn? Đâu có, đang đến nhà bạn học trong lớp á, ăn nhà bạn rồi. Ừ, chiều đi nha. Ok. Vô đi ăn sao? Không biết, bây giờ chưa biết ăn ở đâu nữa. Nhưng mà thì có gì mình nói mình ăn gần đi, để có gì thì mày chạy cho nó kịp giờ. Ok. Ừ. Giờ vậy nghe. Bye bye. Thiện mới đi Pháp về các bạn. Biết sao không? Khi kể cho nghe tới đâu anh bạn ơi. Ờ là sơ có nhắn cho cái chị đó là Tám á, là bây giờ không có dám nhắn tin cho Tám nữa, tại vì Tám đã hứa giúp cái giếng nhiều tiền quá rồi mà bây giờ không có dám nhắn tin cho Tám để nhờ Tám hỗ trợ nữa. Nhưng mà bây giờ những cái đứa trẻ ở chỗ sơ coi á, sơ lo á, sắp tới ngày tụ trường, sắp tới ngày đi học mà bây giờ không có tiền để mà sắm sửa áo quần rồi sách vở này cái gì đó, nói chung là nhập học mà ai cũng phải tốn tiền để mà đưa con đi nhập học hết trơn á, thì sơ là người lo cho những đứa trẻ đó, rất là nhiều đứa trong cái làng đó ở công tâm Đắk Lắk công tâm, cho nên sơ mới nói là với chị đó là không, bây giờ không có dám mà không biết làm sao. Xong rồi chị này thì chị nói là chị đâu có khả năng giúp nhiều được. Xong chị mới cầu cứu Tám, chị mới nói là bây giờ Tám có nhiều người bạn bè thì coi có ai mà có lòng thì Tám nhờ giùm. Tám nói ok được rồi, với lại chị mới nhắc tới An An, chị nói Tám có thể nhờ An An được không. Cái xong Tám mới nói ok, để có gì em hỏi An An giùm cho. Xong bắt đầu cái vừa Tám vừa nói với An An, chúc là An An ok để em giúp cho sơ năm giúp cho sơ 1.000 để mà lo cho mấy đứa nhỏ nhiều mua vật dụng cho mấy đứa nhỏ đi học. Rồi cái xong cái báo cho sơ biết, sơ mừng trời. Ngày sáng nay chị mừng, chị nói là trời sơ mừng lắm Tám ơi, mừng ơi là mừng luôn. Cái Tám mới nói dạ sao thì em giúp được gì giúp. Rồi xong là cái chị đó nha, là cái chị đó nha, chị mới nói là chị xem cái clip mà Tám hát ở trên sân khấu á, Tám giỡn với khán giả này kia á, chị nói chủ chị mê, chị khoái, chị thương Tám quá, vui à, chị thích lắm. Đó là những có người người ta thích thiệt là thích, nhưng mà có người người ta là không có thích. Ta nói đừng có dạy lên sân khấu là phải ý là đàng hoàng á, nói chuyện đừng có sửa giọng này kia. Thì tại Tấm hay nói nè, trời ơi sao kỳ vậy, ở Tấm hay nói gì đó. Rồi người ta hỏi cái gì, cái mệt chưa, cái gì nữa chưa. Xong cái Tấm mới nói trời ơi sao mà nãy giờ mà mình nghĩ vậy mà không mệt mệt gì trời, sao kỳ vậy trời đó. Tấm nói kiểu đó đó. Mà lâu lâu là Tấm hay giỡn gì lắm. Tới anh nè, Tấm hay giỡn vậy đó các bạn luôn. Mà bây giờ Tấm đang tới nhà của Châu Cháu các bạn. Tới nhà Châu Cháu. Hôm nay học lớp nữa nè. Hôm nay học lớp. Cái xong cái các bạn biết xong có cái clip mà Tấm học lớp á, ở Ai Tango mà Tám ăn trưa ở Ai Tango mà có mấy người bạn lớp này nè. Cái có người gọi cho Tám nói sao phải không, trời ơi bà Tám ơi, bà Tám tôi coi cái clip bà Tám gặp bạn trong lớp á, tôi thương cái ông Châu Cháu bạn của Tám quá. Tám ơi ổng dễ thương gì đâu á, ổng vui mà, trời ơi sao Tám có bạn trong lớp dễ thương vậy Tám. Rồi Tám mắc cười á, sao Tám á. Rồi cảm ơn chị, để em gặp Châu Cháu em nói lại cho Châu Cháu vui.
Thôi bây giờ mình đi vô các bạn ơi, mình đi vô, mình đi vô, mình đi vô nhà Châu Châu. Mình vô nha. Này nhà Châu Châu nè, nhà Châu Châu cái sân bự chưa? Nhà Châu Châu đẹp chưa? Nhà Châu Châu có cái sân đậu xe rộng ghê luôn á. Đó, tám ước gì có cái nhà có cái sân đậu xe rộng vậy đó. Chó kìa, có con chó nè. Có con chó nè, nó sủa tôi nè. Hello, hello, hello. Em là đàn em lớp dưới. Lớp ủa, dưới. Đàn em lớp dưới hả? Lớp, em học trường Bạch Ngọc đó. À em vậy hả? Học trường mình luôn. Trường mình luôn, bên tôi thấy học rồi. Hôm nay vui vậy, hôm nay có người mới chứ. Trời. Hello, hôm nay có người mới vậy? Nè, chị Cẩm Thơ nè, ca sĩ Cẩm Thơ. Đây, tên gì em? Thanh Hà. Anh Thanh Hà, em Quỳnh Châu. Quỳnh Châu học học dưới luôn hả? Dưới đó, cô kém học, dưới bạn học, em không chưa với chị. Ừ, em hả? Học chung nhau đó. Ồ, hàng hả? Mà tại vì lớp chị em chơi với mấy chị nhiều. À, vậy anh hả? Dung okay. Với Sơn gì đó. Vậy hả? À, Sơn hả? Ok. Để tắm ra ngoài một cái nha. Cháu cháu. Hello. Chào ông chủ. Chào, chào Thi. Ca sĩ Cam Thơ. Nè, vô nè. Ngủ ngủ. Cháu. Ông cứ nói tôi á là học đừng có mua cái gì nhưng mà tôi không biết, tôi tặng ông. Ok, tôi tặng ông chai rượu. Trời, cảm ơn nhiều rồi. Rồi để ơn nhiều lắm. Trời, còn chi nữa mới cúng tiền nè. Rồi. Ừ biết được rồi, để tôi đi vòng vòng tôi làm vlog cho ông. À ơi, ông nấu lẩu nè. Em đâu biết nó nấu theo ngoài. Nó không có phát sáo mà anh cũng có đồ. Coi coi mấy ổng làm cái gì đây. Đàn ông vào nè. Bếp hả? Nè, quay thi nè, đó. Quay hết, ai tôi cũng quay hết. Là có người bệnh gọi qua liền đó. Vậy hả? Ờ. Sao? Hả? Có người gọi về bệnh gọi qua nói làm sao? Đi đâu đó hả? Đi đâu qua bên bà Tám hả? Dạ. À. Trời, ổng đi đâu vậy? Hả, ổng đi đâu đó? Trời. Nguyên cái mặt tôi chỉ định luôn rồi đó. Các bạn nhớ Thi không các bạn? Đài Thi. Trời ơi, sườn hả? Ừ. Sườn heo nướng hả? Ừ. Có vú dê vú heo nướng không? Đây, có. Có nhũ luôn không? Anh mua nhũ ở đâu? Có này không? Nó không có, cái này đùa, này sườn dê nướng chứ không có nhũ. Nguyên con dê. Trời ơi, cái lò nướng bự ghê luôn. Anh mua sườn không? Hả? Anh mua hôm nay không? Không. Anh mua ở đâu? Chợ, nhà nó bán chợ mễ chứ, chợ chứ. Ủa cái cây gì mà, cây chanh đúng không ông Châu? Cây chanh, chanh. Chanh giống nhà Tám có cây chanh giống vậy nè. Trời ơi, nhà ông Châu có hai con vịt sim nó ngồi đó kìa. Nhưng mà nó không có bay, nó ngồi chỗ luôn vậy đó. Bay là có thằng con vịt tống cao rồi. Tống cao rồi. Vịt chờ đó, nó lại xuống cái hồ nó tắm á. Ủa vậy hả? À, ông Thi, ông nói nhà ông Thi có vịt bay vô hoài hả? Ông có bắt ông ăn không ông? Không. Dạ. Vịt chờ đó, nó bay vô mà nhà có cái hồ đó. Nhưng mà vịt trời có ăn được không ta? Được, sống được. Vịt trời ngon, mình le le đó. Ngon lành luôn đó. Vậy hả? Le le ngon. Nó đi cặp con đúng không anh? Đi cặp. Đốt ra cũng hai con. Ồ vậy hả? Dạ, vịt trời đó chị, le le. Ừ. Lúc nào ông đi cặp đó. Trời, ông chiên khoai tây ngộ chưa? Khét rồi. Khét rồi. Trời đất ơi. Rồi, có cần tôi chiên không? Cái này là do không coi nè. Có cần tôi phụ chiên không? Tôi phụ là nó khét lô hơn luôn á. Sao cái nào khét mà bỏ? Trời ông cắt một trang tới chưa tới hả? Rồi vô rồi đi. Bà, ông thấy tôi đúng giờ không? Đúng rồi, vậy được. Đúng pin luôn chứ bộ. Vậy nó lên cái quay cái này. Cái này không chừng là thành món đặc sản á. Tiệm đâu có nào khác vậy đâu. Ủa bà xã ông đâu? Tại sao? Bà xã nào? Thi nè. Không có vợ đâu. Không có vợ hả? Xạo đi ông. Ông vừa phải rồi còn vợ ông đâu. Tôi đâu có vợ đâu. Không đừng xạo. Tôi cũng độc thân nè. Thiệt chứ bố. Tôi quánh ông vợ. Quay đi xong lát vô sao biết. Đúng rồi. Ừ lát tôi vô sao bếp tôi kiếm vợ ông.
kiếm dòm tụi mấy. Đi vô vô vô. Nè đi ăn tiệc bạn đem giỏ giấy tiếp. Vô mẹ. Nè vô ngoài đây nè, vô ngoài đây. Ủa xong đợi Mai Trang. Đây. Đồ ăn đã lên mâm. Rồi mình cứ thay mặt đi. Hai anh. Nice meet you anh. Ca sĩ Cam Thơ biết không? Đó. Đầu nghe anh cho nói nhiều mà. Này bạn của Tri Di Phương Trinh á, này bà 8 kia bà 7. Rồi sao ông rảnh vậy? Hả? Sao ông biết hết trơn vậy? Người đẹp là phải quản lý. Người đẹp không quản lý. Rồi đi quán. Sao ông biết hết vậy ông? Dê này, ngầm dê với lại bò xương bò đen. Ủa chánh chưa đó hả? Chánh tới giờ á, mấy phút nữa tới giờ. Bữa nay mời đông không? Mười người đó, đúng rồi, 8 người với 2 người là 10 người hết rồi. Vậy hả? Cả Triệu Nam chưa tới được. Chưa. Này là quen là bạn chung, chơi chung với Nam. Nam biết Nam gì, biết Triệu Nam gì phải không? Chứ gì tránh đó là tại vì Mai Trang đó. Em tự tới dài lắm rồi. Không có. Rồi mời, mời. Chạy quá trời. Chưa, trời ơi, đưa đơn. Đâu được cái chờ, tại vì mấy người kia không tới đây ăn, họ không ngủi. Ngồi vô đông đủ đi rồi ăn chứ. Rồi còn nhiều món lắm, tại còn nhiều món lắm. Chào buổi sớm. Nhiều món là mấy món? Hả? Nhiều món là mấy món? 7 món. Rồi cho em cái hộp của cô làm. Được. Nghe không? Nghe nha. Tôi thấy một món này là tôi no rồi đó. Cho tôi 7 món ăn bể bụng rồi sao? Nè, là thiêu đây đi. Nè, 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 lấy hộp vui cho. Em có. Uống bia không? Có người nào uống bia không? Dạ, em chở nó về rồi lát em còn đi qua tiệm nữa. Hôm nay có hai người đẹp ha. Cô này biết biết Cam Thơ không? Em biết. À, cô này biết cô này em, cô này hai cô này học sau mình đó. Nghe đồn rồi, nãy mới nghe đồn. Nghe đồn. Biết nhỏ lắm, từ thời Hồng Ngọc á. Em từ Hồng Ngọc lớp cấp 2 là anh chị với lại anh Trương. Trương. Mới Trương. Ờ Trương. À đây, ai đây? Này vợ tôi, này là bà vợ chủ tôi. Ủa vợ của cháu, ủa sao bữa nay nhìn lạ vậy? Phải bả không? Rồi, gì là đốt nhà đó, đốt nhà đó. Mới dẫn đây mà khác không? Mới dẫn mà khác không? Đây, đốt nhà rồi. Ủa sao kỳ không? Nó nhìn... Để chưa? Cháu bà cháu chết rồi. Ủa cháu? Có phải không ông? Trời ơi, tôi nói thiệt. Ông trung thủy nhất của Việt Nam. Đốt nhà rồi, bữa dẫn bà cá sang mắt cái đó bà, đừng có mua sang mắt. Hồi trước tôi bây giờ tôi thấy cô này đẹp hơn. Chết chưa? Này sang mắt lắm bà. Này sang mắt rồi, mời người nào nước sẽ tới nha. Mời, đốt nhà. Mời nha. Ổng quậy quá mình phải chọc ổng chơi vậy đó. Cho tối nay ổng ngon ngủ salon chơi. Ngủ gì? Ngủ gì con chó? Con đi ra ngoài đường ngủ. Con chó mấy chỗ tôi lấy chỗ con chó. Này con chó mấy chỗ tôi lấy chỗ con chó. Này con chó mấy chỗ tôi lấy chỗ con chó. Chánh này á cũng là bạn luôn, cũng là dân bên làm ngân hàng Việt Nam cũng mới qua được 2 năm thôi. Trời ơi. Giám đốc ngân hàng Việt Nam. Châu cha chơi đại gia không vậy ông? Sao bạn quá ông chơi đại gia không vậy ông? Rồi mời đi. Rồi xin mời nha. Rồi mời. Rồi mời cả nhà, mời cả nhà. Này có ông đi thi. Sao ông kêu bà xã không tới ông? Ông được bà xã không nhốt vừa bả trong nhà không vậy ông nội? Trời đất ơi, ông đi mình không vậy đâu có được. Ờ giống tôi quá. Tôi cũng đi mình. Quên. Tôi tưởng tôi chưa có chồng. Ủa ai ướp cái này vậy? Ui, chị ướp hả? Ngon quá ta. Ướp ngon ghê á. Cái này thịt dê hả ông? Này thịt dê hả? Dê đây nè. Dê nhỏ nhỏ. Ủa cái này thịt còn cái này là bò. À bò hả? Này dê hả? Bà này bán mà bà không biết bò dê kìa. Dê nè. Dê thì miếng nhỏ nhỏ đó. Tôi phân biệt mới lạ. Ăn vô mình ăn dê mới là dê. Ờ đúng rồi. Ăn mình lát mà thấy dê là biết rồi đó. Hèn chi ông Châu ông ăn thịt dê hèn chi. Không có câu sao, không có câu sao. Tự hiểu. Tôi không dê là tôi thành cái điều kia mà đó bà. Trời ơi không nhận hèn chi. Sao? Đây Miss Gandro tới. Trời ơi, tôi ăn gần no rồi đó bà. Chắc mày đó vậy? Ờ.
ông chủ ông mở màn đúng giờ ghê lắm. Còn gì nữa? Ông mở màn pin đúng giờ là ông cho ăn, ông sợ bị đói. Tự nhiên sao phải mở màn đúng giờ? Giống như bà đi ca làm ca sĩ đúng không? 9 giờ mất. Hát là bắt đầu 9 giờ MC đúng lên rồi, hát liền. Đúng rồi. Ai mà chờ? Xong giờ làm tới món mực nha, mực mực xào nước mắm chứ, nước mắm trước. Rồi đấy mấy con kia. Ăn gì đám cưới à? Quá vậy. Nhiều quá ăn sao nụ nổi. Ai? Cái gì? Này nó không ngon lắm, chiên hơi sao dính vô. Cho em coi kèm theo một ly xăm mình. Xăm à? Ok. Ừ. Ủa nước xăm ở đâu có hả? Nấu chứ đâu. Ủa? Nhà nấu. Hay không? Lỗi chứ sao? Nấu hả? Nhà làm hết trơn. Đúng rồi. Lỗi rồi. Dân binh học binh Pháp về mà. Chúng ta chết thì được luôn. Nói câu tiếng Pháp nghe coi. Tôi nói cho bạn nghe, tôi binh Pháp về, tôi tốt nghiệp binh Pháp về. Tôi về qua Mỹ làm, Mỹ nó nói anh đừng có mở ở đây nhà hàng của em bán được. Tôi nói ok, tôi ra Busan mở bún mắm. Tôi bán bún mắm 2 tháng sau. Tối nào người nhà tôi cũng mừng, tôi đem gì cho anh. 2 tháng sau Busan nó nói với tôi là gì? Anh ơi, năn nỉ anh đừng bán tôi bán được. Tôi đóng có tiền cho mấy bán. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Thấy anh ạ. Bây giờ ông bán cái gì? Hả? Anh bán cái gì? Bây giờ đi làm hãng. Đi làm tiền lôi cho ta chứ làm gì? Bán thân. Nói vậy mà không hiểu nữa. Tại vì bán ngon mới đóng cửa tiệm. Đúng rồi. Để tôi kể cho ông nghe cái này nè, ông Châu. Ông Châu, ông ra đây tôi kể cho ông nghe cái này cho ông vui nè, đứng lên nè. Con miss quà là tôi quên người đấy không? Ờ, con miss kia quà cái bỏ bạn ở đây luôn. Kể cho ông nghe câu chuyện này, sáng nay có một người fan coi cái clip của tôi bữa mình ăn ở đó đó. Cái cổ nói xong, trời ơi em sao chị thương cái ông Châu cháu bạn của em quá à. Cái ông nó sao không dễ thương quá vậy. Thương là thương là hâm mộ chứ không phải thương kiểu kia ông nghe không? Thương kiểu kia càng tốt chứ sao. Tôi là người có tâm Bồ Tát mà. Đó thì người ta coi, người ta thoải ổng lắm nha. Tôi nói giống ca sĩ Hòa Thanh lắm vậy. Ca sĩ Hòa Thanh á. Đây là Miss Gang Pro. Hoa hậu của Gang Pro Miss Gang. Tổng thái sao đúng nhất. Hoa hậu là muốn thiên hoa hậu là gì tiêu chuẩn? Là không có chồng đúng không? Đúng không? Không có chồng, không có con, phải còn gọi là brand new bóng. Đúng rồi. Chưa chở ở đây tôi toàn là bể chung buông nè. Cái xinh gọn của tao ra ông. Ai tới? Đó, Chiều Nam. Ai Chiều Nam. Bà xã đâu? Bà xã đâu? Trời đất ơi mấy ông nội nằm đi cũng bỏ bà xã ở nhà không à ta ơi. Ở đây đâu có gái đẹp đâu mà ông bỏ bà xã tụi ông ở nhà hết vậy. Ở đây đâu có gái đẹp đâu. Có, tôi quảng cáo là bữa nay có đội tuyển U50 tới. Tuyển U50 tới. Tuyển Việt Nam U50. Vậy à, hai cô gái này sao? Hai cô gái này đã có chồng chưa? Có hết rồi hả? Ở đây có nhiều gái đó, nhiều toàn gái mẹ không. Gái mẹ không à, trời ơi, thiệt cái chứ. Mẫu hậu không à. Rồi đúng rồi, không ai nữa. Trời trời. Mực hả? Mực, mực xào. Mực chiên nước mắm. Mực chiên nước mắm hả? Ủa sao? Mực trứng chiên nước mắm. Mực trứng chiên nước mắm. Rồi, cái gì nào cần nước tương nước mắm thì nói nha. Đúng không, mực trứng luôn hả anh chồng? Bảo đảm là mực trứng chiên nước mắm. Nữa đi. Ba ông này á, đây cái nhóm là tương ớt. Tương ớt hả? Ok. Chia cha hả? Cái gì vậy? Sao tự nhiên ông Triều Nam xin tương ớt, cái tự nhiên ông cho ông cười làm sao ta? Chuyện của người ta, chuyện đàn ông. Cái mẹ cái gì tham gia, chuyện cái đàn ông. Ủa, làm sao cho tôi biết coi, cho tôi cười ké với coi. Cái người đàn ông mới hiểu với nhau thôi. Chứ thì là nói là không hiểu. Chơi kỳ vậy? Chơi cười mình. Có chơi đồng kỳ nói chuyện mà chơi đâu mà chơi. Cho tôi cười ké với chứ. Tự nhiên mấy ông nói mấy ông cười tôi chẳng hiểu gì hết á. Tôi không cười được. May quá à. Tôi tức. Thì mình cười theo đi, cười hùa đi. Thôi tôi không thích cười hùa, tôi phải hiểu tôi mới cười. Người nào uống trà đá uống nha. Tôi có làm trà đá luôn. Trời ơi ghê. Trà đá ai mà sao trà. Trà đá. Ồ, Trang ăn chay. Bây giờ qua mời quen với bà Trấn. Đồ chay của Trang á hả? Mấy mời quen với bà Trấn các bạn hiểu. Ủa giống chả giò vậy hả? Đây là bánh cà phê nè. Này Trang chiên hồi sáng.
Không, biết đạo không? Biết đạo không? Dạ có anh đạo. Đạo dễ thương lắm á, đạo á. Dạ. Đạo. Đạo nào? Cô Phượng á, cô Phượng. Cô Phượng. Chứ đâu có Phượng bây giờ á, mình chụp nữa cho cổ cổ nhớ. Châu. Châu, lớp mình có một thằng tên đạo. Không có. Không phải. Có thằng đạo. Mày phải thằng đạo nào á, ví dụ ông ba là nói vậy. Ông đạo lớp anh đó. Như lớp mình không có ai tên đạo, không có thằng Phi. Có vụ không có đạo. Đạo chủ đâu có thằng đạo đâu. Nhớ lại bậy bạ không à. Ủa lớp mình không có ai tên đạo. Đáp hai thằng này. Có thằng vụ, không có đạo. Mấy ông đừng có nói bậy nha mấy ông. Đừng có nói bậy đâu. Tôi không có hiểu đâu nha. Ngày thơ như sức tôi không có hiểu cái gì hết á nha. Rồi xả vô ngồi đi, xong rồi mình vô một cái đi. Nè, 1, 2, 3, vô. Nước. Quan trọng hơn là chúng tôi. Tóc đẹp mày phải dùng chứ, dùng cái từ ngôn từ khác. Chúng tôi là à, dùng đại từ. Ê, đáng lẽ hôm nay tôi phải nhắn trong group là tất cả mọi người đều mặc áo trắng. Để cho nó giống học sinh. Mặc cái gì? Tướng học sinh mà mặc phụ huynh hả? Thì đó. Thì mình phải giống như là mình họp lớp là mình thế phải thông báo chứ. Tôi quên. Bởi vì bữa nay tôi mặc áo trắng nè không? Nhưng mà tôi phải mặc cái đồ da beo chị phải không? Thì người ta sợ tôi. Tưởng mặc áo trắng, tưởng mặc áo trắng là thấy hiền không? Có mặc thêm cái da beo cho sợ chơi. Ê bữa nào họp lớp mặc áo trắng nè. Chuyện nhỏ. Cho nó giống học sinh nha. Giống Trinh Nguyên, còn Trinh Nguyên. Ờ đó, giống như trở về tuổi tuổi học sinh. Nói chứ hôm nay hân hạnh gặp được một số gương mặt lạ lạ. Trời điện thoại tôi nó ren dữ. Ủa sao má tôi gọi cho chi vậy má? Má ơi con nè. Rồi rồi con xin rồi má. Con xin rồi. Dạ dạ. Bye má. Trai gái vậy? Quên tiếp tiếp đi ông Duyên xin xin chứ không phải xin. Tại vì tôi nói tiếng Nam mà cái ông này gật đầu óc của ông phong phú quá nha ông. Thôi bây giờ về là nói tiếp là coi như vô như Nice Meet You nè, anh Diễn Đông nè, anh Ngân Hàng nè. Ê quên Diễn Dương, Diễn Dương hả? Ủa Diễn gì? Diễn gì Diễn Đông đúng rồi. Cái này Diễn Đông, cái này là Huỳnh Anh Tuấn. Khai thuế. Khai thuế Huỳnh Tuấn hả? Ừ. À ok rồi, giờ Hân Hạnh biết hai anh gương mặt hai anh đại gia. Hai này đều là ca sĩ hết á. Vậy hả? Anh này là bằng nghề làm shipping. Ngày thường làm kỹ sư, ban đêm làm ca sĩ, nghệ danh là Quang Kara. Thôi ok hả? Kara là ok mà. Còn này là cũng ca sĩ luôn, nghệ danh là CM2D. CMD CMD CM double D. Còn có như ba anh này, ba anh này, anh nào cũng ca sĩ hết luôn không? Danh ca Chiều Nam nhưng mà ca sĩ tên, nghệ danh là TN TN á, TN Chiều Nam TN Hennigan. Danh ca bữa ông giới thiệu danh ca Chiều Nam là tiếng Việt Nam, còn tiếng Mỹ là TN Hennigan. TN là first name, là tên. Đây cũng là nghệ sĩ. Last name. Nghệ sĩ cái lưu ngoài. Quay chuối. Quay chuối. Quay chuối. Em của Hoài Thanh. Khi nào đi hát với Như Quỳnh á thì lấy Như Hạch. Chào nó hát với Hoài Thanh. Đây là nghệ sĩ nhưng mà thể loại nhạc cổ điển. Vậy bữa nào tôi làm show tôi mời bốn anh này đi. Có tiền mời không? Có tiền chỗ tiền tôi vô tư. Có tiền trả, có người rước không? Có luôn, tôi đưa trực thăng tới rước luôn. Nhầm nhò. Vậy ha, rồi với lại gặp hai cô gái là mới gặp luôn nè. Giới thiệu cho luôn đây, Miss Gano một lần nữa. Không, Miss Gano là biết rồi nha. Cô này cũng là đang là mấy anh nào mấy thì cứ việc gửi đơn cho tập mình. Tập thân luôn hả? Gửi đơn cho mình. Gửi đơn, tại sao phải gửi đơn cho ông? Kiếm thì commission thì còn. Không, còn tôi thì sao? Tôi thì sao? Chia lại chứ, được. Không phải chia cho tôi. Vô lấy một. Thôi. Ông lấy một thôi, tôi lấy chín chứ. Thì bà giới thiệu đi đó. Ừ, ok. Ca sĩ nhiều đó. Rồi đây là tên là gì quên rồi. Hà. Hà đó. Cũng là hân hạnh được biết Hà nha. Rồi bên kia là hỏi hoài mà cũng quên hoài. Quỳnh Châu. Trời ơi, hỏi hoài luôn. Rồi còn độc thân không?
Hiện tại bây giờ đang độc thân. Độc thân tại chỗ. Tại chỗ này, độc thân tại chỗ. Thôi, tôi hỏi là độc thân tại chỗ. Độc thân tại chỗ đúng rồi. Có cần làm mai làm mối gì không? Rồi xong rồi ha, mấy người này nha, con gái con trai này nha, tôi lên YouTube mà hả, vợ con quá vui, vợ chồng mấy người mà coi là kiện tôi cũng chết chịu rồi nha. Cái người quay giống như là người mai mối có gì á. Có gì vậy? Đừng có coi tôi không có chịu trách nhiệm trong cái câu chuyện này nha. Bữa nay nói chung là tại vì á, Mai Trang đãi đi thi sắp về Việt Nam. Lý do là Mai Trang đã là vậy đấy, nhưng cái quan trọng ở đây ngôi sao đêm nay. Ngôi sao đêm nay hình hèn chi mà ngồi ngay chủ tọa, ngôi sao sắp lên và sắp xuống. Rồi vô cái nha, chúc mừng ngày hội ngộ hôm nay, mong là sẽ có ngày hội ngộ tiếp theo. Rồi vô 1, 2, 3 vô. Trời đều ghê, tôi đâu có dặn trước đâu, tự nhiên cũng vừa. Chuyên nghiệp chuyên nhậu chuyên nghiệp á. Chuyên nghiệp ghê. Không, bây giờ 1, 2, 3 thì còn lớn, xong mình vô nhỏ nha. 1, 2, 3 vô. Chán dễ sợ. Vui quá. Vui không? Hôm nay vui quá mà ăn no quá. Tôi ăn hết nổi rồi. Chưa, còn nữa, còn 3 món nữa, 4 món nữa. Còn nhiều. Còn gì đi, Mai Trang gọi à? Mai Trang gọi gì Mai Trang? Trời đất ơi. Gọi bò. Trải nghiệm ấy ra cho mọi người. Rồi, lấy không rồi. Đem ra đây tôi quay luôn nè. Gỏi với lại cơm. Ngồi ăn gì nổi rồi. Ăn miếng thôi. Ăn dữ gì. Mai Trang bữa nay đãi hoành tráng gì đó Mai Trang. Hoa hậu Miss Gandro đãi hoành tráng quá. Ăn cho lòi họng. Nhớ suốt đời. Ghi sâu và nhớ suốt đời. Có ai muốn đi tu không? Bữa nay đi tu không? Có trời đất ơi. Em nghỉ tu rồi, sáng sớm em nghỉ. Tôi cũng mới nghỉ tu rồi ông ơi. Nghỉ từ sáng rồi. Tôi cũng nghỉ tu ngày hôm qua rồi. Mới hôm qua tôi nghỉ tu rồi. Em mới sáng nay xong. Con tu bây giờ đi tu thì sao? Con đi tu. Con tu thì tu keo. Cái gì? Quỷ sứ. Tu keo là như cưới. Tu keo là teo tay hả? Tu đó, cái này dịch đó là hay, tu keo mà teo tay. Hay cái dịch này á. Tu keo là teo tay. Đúng rồi, từ điển hay á. Tu dịch hay lắm, ông cứ gì cứ gì nói. Vô đi. Thế nào, quan khá rồi. Chứ mình phải phải ba món nè, ba món uống nữa không? Quan mà hơn người thường nhé. Ủa, trời ơi, anh nó uống gì mà quá trời vậy? Thì ta quan mà, mình là dân, ta là quan. Quan, tức là kêu u e e quan. Quan huyện, quan huyện á. Quan tài á hả? À, cái quan đó là cũng quan tài chứ bộ. Đúng mà. Quan huyện cũng như là quan. Cái này ta quan anh. Quan anh hả? Cũng còn quan có dê đâu, không có hả? Không có dê. Không có cu. Ừ, không có chữ cu. Là ảnh uống vừa cà phê luôn hả? Ba thứ luôn, cả nước xăm. Nước xăm luôn, ảnh bia luôn. Tiêu chuẩn nó cao. Trời ơi, ông Quang này, ông uống ghê quá. Ông uống hai ba thứ một lúc. Có chừng ông bị ông Tào Tháo, ông thầm. Trời ơi, con chó kìa. Tăng tăng. Nè, cứu con chó nè. Chó nè. Chó nhìn mặt hiền. Thường thường chó nó giống chủ lắm nha, mặt nó hiền á, là chủ nó cũng hiền lắm. Biết phải không nữa. Thiệt chứ. Chó mặt nó hiền, thường thường con chó nào chủ nào là con chó nó giống vậy đó. Cái này có người nói là chữ chó nha. Không, tôi nói thiệt. Có nhiều chủ mà giữ là nuôi con chó nó giữ. Hay lắm á. Nhìn con chó là biết chủ hiền nó giữ liền. Chó này nó hiền khô. Ý là tôi nói bà xã của ông hiền đó nha ông Châu. Tại vì tôi nghe ông nói là bà xã của ông là chủ của ông, cho nên là tôi nói là bà xã ông hiền giống. Tại vì Cam Thơ không biết, ban đêm nó giữ lắm á.
Hả? Nói ban đêm đều biết. Đúng không? Đúng không? Đi với bụt thì má tờ xa, đi với ma mạo giấy, ban ngày gặp những người hiền nó mới hiền thôi, ban đêm nó không phải hiền gì đâu. Vậy sao không biết? Ông có ở nhà này không? Ông biết. Có, tới chơi ban đêm không ạ? 12 đêm mới về tôi biết chứ. Mà có tới giờ không? Mà đâu có tới. Mà mắc mới nhà tao không tới 11, 12 giờ đêm không về. Tới ăn nhậu, hát karaoke chứ 12 giờ đêm bình thường. Bà có tới không? Mà đâu có biết. Ừ đúng rồi. Ờ chị. Đúng rồi. Được không nghe nhà chị. Quen này nghe tội nghiệp lắm. Quen là bạn của Tướng Vũ. Hát đời đời tôi cô đơn. Ngủ độc thân luôn hả? Ừ, độc thân. Thiệt á hả anh? Luôn đại gia mà độc thân khó tin giờ chuyện lạ. Trời ơi, hát bài đời cho cô đơn nên hai bên có hai cô nè. Do đó là có gì vậy? Ừ. Dạ. Chỉ có đi. Dạ rồi đó đâu. Quen là chỉ có đi chùa với nhà thờ thôi. Ủa đi chùa với nhà thờ là sao? Là đi chùa hay là đi nhà thờ? Chiều đi chùa. Trời ơi, ông làm quá vậy ông. Để tôi hỏi thì người thật thật ở đây nghe lời ông chắc tôi sao thấy không tin rồi đó. Dạ anh Quang. Dạ. Cuối cùng là anh đi nhà thờ hay là anh đi chùa? Sáng đi nhà thờ, tối đi chùa. Nữa. Tôi đang hỏi. Ông nội, tôi đang hỏi cái anh này mà sao không ông kia? Ở chồng nói hết. Tao chơi mấy chục năm rồi, tao biết rành rồi. Hai người quen nhau mấy chục năm mà. Phát ngôn viên. Hai người đó đều thanh tịnh cả. Tao là quen mà quen đâu có nói chuyện nhiều. Chỉ để lính phát ngôn thôi. Vậy bây giờ cuối cùng là sao? Ông nói tình vậy? Trạng tình trạng hôn nhân của anh Quang này là sao? Ông nói đi. Độc toàn thân. Nhưng mà đi chùa hay là đi nhà thờ? Tôi nói rồi, sáng đi nhà thờ, chiều đi chùa. Vì cuối cùng đạo gì? Tôi mới quen tôi biết nè. Đọc thân mà có hai con. Đạo gì? Đạo gì? Oh yeah. Rồi bây giờ coi như tình hình là anh Quang là đang là độc thân. Đúng rồi. À, nhưng mà có hai con. Đúng, là thân có hai con. Rồi còn anh Mão Xanh. Có một con vợ. Có bạn vợ hay bạn không? Có một con vợ. À, mấy đứa con? Hai con giống nhau. Rồi chúc mừng anh luôn. Chiều Nam. Thôi chiều Nam biết rồi. Khỏi. Chiều Nam là nhiều vợ đông con. Rồi Châu. Dạ, có em. Tình trạng hôn nhân. Hả? Tình trạng hôn nhân như thế nào? Không có vợ. Rồi sao nữa? Không có vợ thì còn nhiều vợ. Mấy con? Hai con. Có con luôn. Có một con à. Có một con à. Hai con là khác người đó. Có hai cha con. Thằng lớn thằng nhỏ. Tôi khổ ông ghê á. Vợ. May là vợ của ông ngồi kế bên. Yeah. Học rồi lấy cái license còn dữ hơn nữa, thầy đó, còn hơn thầy đó, cái trả lời hơn thầy. Hồi nhỏ còn nhìn thấy nó, giờ không nhìn thấy nó luôn. Lấy gương, gương. Gương ơi, gửi trên đường. Con ta đâu đó, ta nhìn kìa. Vô là cho những người đang độc thân và vô cho những người đây, đang có vợ, có con. Thấy mấy người mà mập mập á. Trong nhà tắm luôn có cái gương. Mình đâu thấy đâu. Bự bự quá. Cũng làm cái gương á. Hỗ trợ. Tắm láp đông mây bà mẹ. Thấy chết liền á. Nhưng mà thấy để làm gì? Ủa? Ngắm coi đó. Thấy còn tươi hay không? Hay là héo cuốn rồi. Lâu ngày nó cuốn héo anh sao hôm nay trang trai là không có tâm không có tình. Tội nghiệp trang quá à. Nay bị nhiễm trang ăn chay mà toàn là nghe chuyện mặn không à.
mà Trang bịch lé bông gòn bịch hai cái lỗ tai lại Trang. Ăn rằm tháng 7. Ăn rằm mà ăn cả tháng luôn mà. Có nguyên tháng đó hả? Ừ. Có cầu gì không, miệng gì không? Cầu chồng á. Cái con gái nhiều nhẽo quá nha. Ừ. Rồi chàng lấy là tự tôi qua đây mà ông cứ nói tôi Miss Gandro. Miss Gandro phải vậy mới được, phải không chồng không con độc thân đúng là Miss. Đúng rồi. Bỏ đây là bể chung buông ngang hết rồi, đúng không? Bể chung buông ngang là cái gì? Bà nước mai ca thì chị lại sợ. Nước mai ca là hải mão quá. Đúng rồi, đúng là tên thơ. Ờ, cái thơ, ngây thơ. Ngây thơ vô số cậu. Câu cái câu này tôi mới nghe lần đầu. Google. Google cũng có luôn hả? Phải Google đi. Bể chung bung nang là cái gì? Thì má chơi chớ, chơi điện thoại lên hỏi. Cái này trên ngôn ngữ của TikTok với lại Google cũng nhiều, nó hay lắm nha. Mình chào tạm biệt là gì biết không? Nói gì? Bye bye. Ooh, see you. Thế. Vậy đó, chị đứa trẻ đó là CU, là CU tắc mà ở là Q. Giờ 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 phải phải chị tắc không à, chị tắc không à. Này mẹ thằng thằng nó mới gặp ca sĩ Cam Thơ đấy à, rồi. Thôi biết tôi không phải ca sĩ làm lâu lắm rồi đó. Bà ca sĩ vậy đó, chụp hình đó mà. Thấy mấy cái poster bà ngoài vô xa tôi đâu gặp được bà, tôi đứng kế đó tôi chụp hình luôn. Tôi đi chợ thấy đau bà, trời ơi quá, đứng kế chụp hình. Đau hình đâu, đưa tôi coi. Chỗ mấy cái đau hình đâu, hình đâu. Hả? Đau bà ông chụp đâu, đưa coi hình. Cho bà biết bà giết tôi sao? Xạo. Xạo ông nói mà ông đâu có bằng chứng đâu, tôi tin. Ủa món này món gì vậy? Gỏi bò. À gỏi bò hả? Quên quay phải không? Ăn sao nổi ta. Hả? Gỏi bò. Đây là gỏi bò. Đây là con bò. Nhiều quá. Ai no chưa? Còn gì nữa cái mấy chén? Còn mì xào chay nữa hả? Chay, cơm chiên rồi. Trời đất ơi. Rồi món cuối cùng là lẩu dê gân bò. Rồi tráng miệng. Ai no là không ăn được, thì còi đáng chịu. Bữa giờ bữa chồng nóng quá không? Ờ. Tới hoài chuối mà tới nhà tôi biết là ăn buffet là rất là nhiều món. Dần dần tôi. Bởi tôi nói là phê tới đúng giờ là vậy phải không? Men là action liền. Không ăn không làm những gì vậy đó. Men action. Tại vì tối nay ông này chạy show. Ông này 2 rưỡi phải chạy show. Do đó là phải làm đúng giờ. Tôi cũng phải chạy nữa. 2:30 ông này mới về, ông có một show đám cưới tối nay, vui quên là sinh nhật chứ, sinh nhật tối nay. Sinh nhật gì mà về sớm nó 2:30. Bởi vì hẹn 11 nữa là vậy. Bây giờ chuẩn bị á. Make up hả? À, make up, chuẩn bị chứ. Thấy sân bay không? Ta phải tráng nhựa lại cho nó sẵn. Không là. Bóng lưỡng luôn, đừng băng bóng lưỡng luôn á. Ủa nó tự nhiên vậy anh, hay là có mình có tha dầu vô không? Tha dầu dừa. Đi với vợ, anh kia nó còn bóng anh nữa. Ủa, sao bóng như vậy? Ta hay giàu đó, hiểu không? Đúng rồi, có thà đó, nó thà nó có cái được cái để giữ cho nó cái môi nó xịt mặt cho đẹp thôi. Dạ. Có tha này có hả? Không. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, tưởng thiệt chứ. Thôi thật sự nó có cái đó, có cái loại dầu đó đi tha, ta nhẹ thôi, nó thấy cái đầu đẹp. Anh kia anh bóng anh nhiều. Cái ông đó là ông biết gì không? Ông qua cái mua cục lơ pháp á. Mua lơ pháp. Ông chả chả. Bóng thôi lại. Mà ông này bóng thiệt luôn á. Bóng thiệt mà nè, cái này nhờ vợ. Đẹp này mà. Phải không? Phải thêm bây giờ vợ. Thôi đủ rồi. Thôi đủ rồi đó. Lỡ đi nha. Biết mà. Cái này cao thủ cho anh chứ. Còn mà vừa có người không chứ không sao đó nè. Khi bị bị không được kéo tới kéo qua kéo lại. Phải phải, vô bỏ đi. Trời ơi, cái ông này vui ghê luôn hà. Cười kìa. Ai Cam Thơ lại hại lắm. Cũng bắt đầu học đường rồi đó. Đúng rồi. Học gì, giả bộ á. Trời ơi, chưa tới đúng đài tôi đó ông. Ờ, đúng đài một cái là hai cái
ông này tắt đài với tôi luôn á. Tôi biết à. Mấy này là người gặp lại bà này là phái Nga Mi đó. Chỉ ra có gì chứ. Trời ơi, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha. Nhưng mà nó vậy đó nha. Mọi người, con chiên sofit. Đây là món đặc biệt của Miss Grand Roland. Ủa nhưng mà ăn chay đâu có ăn sofit được đúng không? Là cho mình ăn. Bà cho mình ăn đó. Ừ. Coi như ai không ăn chay thì ăn. Ta hy sinh á, ta hy sinh làm cho mọi người ăn đó. Đúng rồi, ta hy sinh á. Hy sinh thì mình ăn một xíu. Còn biết hả? Anh Quang Tài không ăn à? Ta quen quen xí kia đấy chú. Chết thiệt. Ủa Cam Thư có biết chơi chữ Heineken không? Nè cái tên này. Biết. Hôn em ít nên em khèo em nhéo, nếu em khôn em nằm im em hưởng. Cái gì vậy trời? Tắt ra. Hôn gì? Hôn em ít nên em khèo em nhéo, nếu em khôn em nằm im em hưởng. Trời ơi, vậy cũng nghĩ ra nữa, mội ơi. Sợ ông luôn á, ông Tiên. Em hưởng em hưởng. Anh biết không? Chiều già lên ăn nha. Đây, món lẩu ra. Lẩu dê, cân bò. Lẩu gì, lẩu gì? Ôi ôi, sao thơm dữ vậy? Mùa bỏ ra thơm chứ. Thơm mùi lẩu. Mùi nhang hả? Dân mùi mà không có pháp gì nấu mà vẫn chơi hoài. Ủa, hấp dẫn chứ. Là chim cút mà. Ủa, có khoai môn nó kỳ à. Khoai môn... Môn gì hả? Khoai môn gì? Chồng ở đâu biết không? Cái môn này thường ta trồng ở trong vườn nhưng mà cái cây môn là khác, trồng ở bên lề, môn trồng ở bên lề. Ôi, có cái gì sen sen á, củ sen. Ok, phải để lấy cái tô khác, cái tô khác mới được. Gân bò. Có gân, có gân nè. Gân bò đó. Có thịt bò nè. Thịt dê. Ủa thịt dê hả? Đậu dê bỏ gân bò. Hả? Ủa? Mới được pháp về hả? Mới được pháp về nấu mà. Châu nấu mà. Gân này là gân dê hay gân bò? Gân bò. Ủa sao lẩu dê bỏ gân bò vô không? Món chế biến mà. Chế biến. Biệt mà, chế biến mà. Đây, sao? Theo yêu cầu của ca sĩ Quang Cara. À vậy hả? Sao quang sướng vậy? Nấu cho mình thúc bắp quá hả? Quang mà, cái dân quang mà. Chế tô quang. Quang không sướng chứ ai sướng. Cô có chưa tô hết chưa? Ông Kiều Nam sao cái gì ông cũng biết cái gì ông Kiều Nam? Trời my friend tôi mà cũng biết. Sao ông lanh dữ vậy? Ông làm ông lanh quá. Lại nó nói đi. Trời ơi tôi tức quá, tôi tức quá. Nãy giờ tôi không quay, tôi tức quá. Tôi tức quá. Sao tức chị hỏi anh dâu coi nó. Tức quá, nãy giờ khen cái món lẩu này ngon quá, ăn mà no muốn chết mà ăn cũng hai tô. Nãy giờ đang nghe hết á, lẩu dê sao nước nó hơi đen đen mà nó ngọt. Nó đậm đà quá. Xong cái ông áo xanh ông nói sao ông nói lại áo xanh. Chị biết sao nó ngọt không? Sao? Người ta nấu cái lẩu này á, cái nước súp á là nấu trước. Ừ. Xong cái chị Linda á, chị ta cái thịt chặt trao bằng nước mắm rớt rớt rớt. Chị làm dễ là chị làm, chị dắt dắt. Trời ngọt quá quá là sao? Ghê thì mà ghê luôn á. Xong cái chị ác thì cái chị ủa lại cho giòn. Chị thấy mấy béo không? Trời ơi. Mấy cái quán hủ tiếu nước lèo là vậy đó. Mấy cái bà hả? Ở làm gì nè? Chạy xong chứ. Cô có bớt không? Phải giặt gì không? Gãi lâu lâu. Đâu gãi gãi hủ. Còn chất béo không đó chị? Vitamin. Nói vậy đúng rồi vậy. Đúng thiệt mà. Chị Linh Đạt à? Có luôn. Đúng không? Ông nói vậy đúng vậy? Là đúng rồi đó. Ông nói vậy cười đúng rồi đó. Im lặng là độc vậy. Trời vậy này nãy giờ tôi ăn cái gì vậy? Ngọt không béo không? Ngọt không béo không? Ăn ngon cái vợ mà. Bao giờ cái quán mà chị không thấy người ta nấu vậy là bà dụng thêm ngon không? Chị vô rồi cứ thấy người ta bỏ thêm gì vô ha. Hồi chị ở đây sẵn đó. Là quét vậy. Quét bà biết lại. Vô. Là nước cốt mà đúng không? Nước cốt dừa chị cũng phải dắt đúng không? Này nó y chang vậy đó. Nấu đâu mà. Chắc nhà hàng ông này cũng ở nhà hàng chắc không ai ăn đâu. Ông ở nhà hàng chắc không ai vô. Giấu lại. Rồi giờ phía trong. Cái đó là bí kíp, cái đó là bí kíp. Bài chúng ta phải vô bí kíp, gọi là bí kíp. Vậy là ông học ông này đúng không? Vẫn học pháp về mà. Học pháp về là lấy rồi vẽ lao bàn xong rồi dắt vô nồi lẩu hả?
chị thấy là rẻ, mấy người mà bán có bỏ không? Không bao giờ bỏ. Y chang, năm này sang năm khác đi lùi luôn. Tốt mà. Chị hỏi thử coi, không ai mà đổi. Hỏi ai? Tiệm mà chị vô cho coi, cái rẻ này vẫn như vậy. Tới hỏi cho nó quánh nó phù mỏ. Chị đừng có hỏi, chị liếc thôi. Đúng. Nhìn cái địa như à, rẻ qua không? Hiểu rồi. Phải không? Thấy rẻ phải không? Vậy bộ lén lén đi tới gần cái quẹt á, nếm từng cái mà. Trời, nó ngon phao luôn á chị. Đúng không? Bây giờ mà muốn kiểm tra gì mà lấy nước súp nạn xong, tới đó cho bộ quẹt á, chấm cái coi đúng. Thay vì chị mua sữa ăn xua đúng không? Đó đầy protein. Đúng không? Thấy đó giờ nghe cái từ ngọt phao không? Ngọt phao hả? Ừ. Phao ngọt, gì ngọt liệm với ai ngọt phao? Phao để cho nó tắt hay gì nó phao câu rồi nói ngọt phao kể đâu. Rồi tới giờ chia tay rồi, cảm ơn Châu cháu và bà xã đã cái gì đã đại quá còn cắn miệng nữa không ơi, còn cắn miệng nữa. Hai rưỡi lần chưa đâu, đừng 20 phút nữa mới về. Rồi rồi, trắng miệng nè, để quay trắng miệng nha. Đi tối thì còn nhà có tiệc có thể. Trắng miệng này quen quen ta. Ủa ai quen quen quá. Sao? Cái này order đúng không? Thôi bây giờ tôi xin phép tôi về trước nha. Tôi phải có công chuyện đó. Cảm ơn nhiều nha. Bây giờ về cũng ra được. Sao vậy? Thì ra coi ngó xe đi biết là ra đâu có được. Giữa cây cùng cậu tới cậu cái xe bốc ra ngoài thôi. Muốn về cũng phải năn nỉ mới về được. Bây giờ không có xe về kêu Uber về ok. Còn muốn kêu xe cậu tới bốc cái xe đi ra ngoài ok. Trời ơi, cái ông này sao không ác dữ trời. Người nào đâu có đổi sao lưng xe bốc cam tay vậy? Không phải tôi nha, tôi đi Uber, tôi biết thôi. Trả tiền cho anh này đi, nãy ra đó, xe đó. Trả tiền không? Dạ, anh muốn nhiêu anh? À, muốn nhiêu, muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Anh muốn làm sao? Anh muốn làm sao? Anh mới ra xe cho em đi về, anh nói đi. Thì phải hỏi là anh muốn em sống sao? Ta là ca sĩ mà, ta nói chuyện ca sĩ nói chuyện với bài nhạc này. Anh nói đi, anh nói một lời làm tan nát lòng nhau. Đi không? Là em về xe cho chị. Rồi, ok vậy đi. Rồi thôi. Ừ, chắc để tôi go cái gì đi. Chứ nhiều quá mà. Không có đâu mà vuốt đâu cắt được. Quá cảnh luôn. Gọi này gọi là cảnh cờ hó đó. Cảnh cờ hó đó. Cảnh cờ hó đó. Ông nói đại cảnh chó đi, ông nói chi mà cờ hó vậy. Người ta là lịch sử. Người ta là ca sĩ mà có lịch sử. Rồi hai người đẹp nha, hẹn gặp lại nha. Ở đây thì lâu lâu mình tụ họp bữa. Tái nạn, em quên tái ngộ. Ờ, tái ngộ, tái nạn gì miễn có tái được rồi. Lâu lâu ta mới nhậu một lần. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần không uống sao đây. Nhậu một lần không uống. Quách rồi. Cái này mình muốn nè, kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Hiện tại tôi bấm đến đây kết thúc chương trình. Đúng là mấy ông nhậu ha. Vô nhậu là phải có những cái gì vui, câu chuyện vui vui không kể. Đến trong mùng năm với vợ, bạn gọi nhậu thì phải đi. Vợ có nói năng chi, ta cùng đi cho bằng được. Không gì vui bằng nhậu. Vợ là vợ mà chơi là chơi. Chưa. Đó, đúng danh ca chưa? Đúng luôn. Đúng là danh ca TN. Danh ca TN. TN. TN Henneken nữa, mới thêm vô. TN Henneken nữa. Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia. Trời hát sao ông này ngáp xì quá trời. Uống mấy chai bia thì uống 3-4 thùng. Bia thì nó hơn rượu, rượu là rượu mà bia là bia. Nè, rồi. Tặng bà Tám á, rồi chưa? Rồi, cảm ơn. Rồi, ăn xong còn tôi vô về nữa nè. Xe dùng cho bà Tám đi chứ. Chúc thi thượng lộ bình an nha. Cảm ơn nhiều. Rồi bữa nào quay lại thì tái ngộ tiếp nha. Cảm ơn bà xã chị Tina nha. Ủa phải Tina không? Linda. 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 Lin
Tina nào? Đâu, 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 mới vô đốt một cái, về đốt một cái. Chị Linh đó, em bye bye chị, cảm ơn chị. Bye bye Miss Miss Gabro nha. Đâu rồi chị Linh đa. Rồi vô bài nào, Linh đa. Miss Gabro vô vô. Vô mình bye bye 1 2 3 bye bye. Tina bốn nhà luôn. Bye bye. Có những cái lỗ không? Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.